Denvo tiết lộ về mối lương duyên với những cô gái tên Linh. Được hỏi về những lần hợp tác với các cô gái tên Linh, Denvo liền chốt, đó là định mệnh. Mới đây, phía sau hậu trường một chương trình, Denvo có dịp bật mí những thắc mắc của khán giả. Cụ thể, MC đặt câu hỏi, trong quá trình làm âm nhạc, bạn gắn bó rất nhiều với những cô gái tên Linh như Linh Ly, Pia Linh, Hoàng Thùy Linh, Ngọc Linh. Việc chọn nghệ sĩ có tên Linh để kết hợp cùng là sự cố tình hay là tình cờ? Denvo cho biết, mình nghĩ lần thứ nhất là tình cờ, thứ hai là tình cờ và thứ ba là không tình cờ, nhưng lần thứ tư, thứ năm là do định mệnh. Mình không có chọn vì khi viết một bài hát, trong đầu mình đã nghĩ tới bài hát này được hát bởi giọng ca nàng rồi. Và tên Linh xuất hiện nhiều nhưng không thể nào là cố tình được. Rapper Denvo hài lòng với định mệnh đó, chắn chắn là hài lòng. Những người mà mình được hợp tác cùng họ, khán giả yêu mến âm nhạc của Den nhiều hơn chính nhờ những con người đó. Mình không nghĩ chọn mọi người và ngược lại mọi người chọn làm việc cùng Den. Mình rất biết ơn vì điều đó. Rapper Denvo hài lòng với định mệnh đó. Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý Hoàng Thùy Linh, Denvo khiến dân tình thích thú, tích cực đẩy thuyền. Thậm chí, trong một MV gần đây của Hoàng Thùy Linh có phần đoạn giống trong đám cưới. Nữ ca sĩ nhận được câu hỏi rằng ở trong MV có hình ảnh giống đám hỏi. Với ca khúc này, mọi người gắn ghép Hoàng Thùy Linh với những người có liên quan. Với những tin đồn hẹn hò như thế, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hoàng Thùy Linh thẳng thắn bày tỏ, thực ra không phải vậy đâu, đó giống như đôi bạn thôi. Khi mình gặp nhau trên đường đời sẽ có nhiều người tốt và họ cho mình đôi khi chỉ là câu nói, nụ cười, cũng khiến mình ấm lòng. Với tôi, miền đất hứa này không chỉ nói về chuyện tình yêu đôi lứa, mà còn nói về những người tốt trong đời sống này khiến cuộc đời của mình ấm áp hơn rất nhiều. Và nhờ đó mình tiếp tục lao động, cố gắng trong sự biết đủ của mình. Tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện đó mà quan trọng là âm nhạc đến được với khán giả. Khi mình làm nhạc, đặt tâm hồn, lý tưởng sống, cảm xúc của mình vào trong đó. Có lẽ, nó đã chạm được vào trái tim mọi người khiến mình rất vui. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.